Vừa được ra mắt cách đây không lâu, các gói độ của Honda HR-V thế hệ mới đã bắt đầu được mở bán rộng rãi. Lần này, cái tên đi đầu trong việc cho ra mắt những nâng cấp vẫn là Mugen, công ty thành lập bởi Hiroyoshi Honda, con trai nhà sáng lập thương hiệu Soichiro Honda. Dù thực tế không phải thương hiệu con của Honda, Mugen luôn là một hãng độ có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn Nhật Bản và luôn nằm trong danh sách hãng độ nhanh tay nhất trong việc tung ra các bản độ mới. Phiên bản Honda HR-V Mugen vừa ra mắt có tâm điểm là bộ body kit, giúp chuyển hóa ngoại thất xe thành một lớp áo hoàn toàn mới thể thao hơn hẳn. Bên cạnh đó, hàng loạt đồ chơi phụ từ thảm trải sàn mới tới hệ thống xả và lọc khí mang công thức xe đua Super GT, Super Formula cũng được Mugen cung cấp cho người dùng có nhu cầu. Hãng cũng hỗ trợ dán re can thể thao, tương phản cho trần và hông xe cũng như bổ sung cánh gió trên trần và cửa hậu. Về phần Honda HR-V gốc, trong tuần này thông số chính thức của phiên bản Hybrid đã được công bố với động cơ 1.5 lít xăng đi kèm hai motor điện cho công suất 129 mã lực, mô men xoắn 254 Nm về cơ bản là một cấu hình cải tiến từ ra. Xe có 3 chế độ lái Sport, Normal và Icon bên cạnh một chế độ phụ có tên B để kích hoạt phanh tái sinh năng lượng hiệu quả hơn.